Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở vườn của Bonsai Đức Huy thì, để giới thiệu với quý vị một số những cái tác phẩm vườn nhà. Hôm nay có thời gian để chia sẻ cho quý vị cặn kẽ một số những cái tác phẩm để quý vị nhìn cái tổng thể. Đây chỉ là một cái phần 3 số cây của Bonsai Đức Huy nhé. Thì cái vườn cũ còn trên còn rất nhiều nữa. Vì cái khoảng không gian thì cũng chỉ kê nó thưa thoáng vừa đủ. Thì trên đây là một số những cái tác phẩm tạm kê ở sân này. Thì quý vị biết là chơi cây thì cũng còn phải ngắm nghía kê đặt. Hôm nay đặt ở đây nhưng mà có thể ngày mai chưa hợp thì ta lại thay đổi. Thì mới là tạm kê quý vị nhé. Những cây ma chú thủy này, rồi ruối này, xanh rất nhiều, nguyệt quế. Và Bonsai Đức Huy muốn chia sẻ kỹ cho quý vị ngắm một cái phôi quý của vườn nhà. Thì đây là cái phôi dáng trực quý vị nhé. Phôi Bonsai Đức Huy đặt rất nhiều kỳ vọng. Để quý vị cùng chiêm ngưỡng Bonsai Đức Huy một cái thân pháp lục lạc như này. Một cái tỷ lệ rất là chuẩn chỉ, gốc bồ ngọn chỉ và chốt một rất là to quý vị nhé. Ngoài ra quý vị có thể cảm nhận được cái u sụn trong cây, cái điểm gai góc này. Thì tác phẩm phôi này đang trong quá trình xây dựng quý vị nhé, còn phải mất vài năm nữa. Và mầm thở cũng rất nhiều nhé. Trên đây là một cái mầm thở quý vị. Thì quý vị có thể là chưa hình dung hết, nhưng mà vì đang nuôi nên là vẫn phải để mầm thở. Trông nó hơi rối mắt một tí. Và quý vị cảm nhận được cái thân bệ nhé, và một số những cái điểm quý của tác phẩm này. Đây là cái phôi tầm đại, xong xuôi thì cao khoảng 1m4 đến 1m5. Quý vị nhìn cảm nhận được cái điểm già. Và với một cái thân bệ như này thì quý vị bảo làm sao không quý. Thì đây là cái phôi Bonsai Đức Huy cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào. Thì tác phẩm đang xây dựng một cái tác phẩm phụ tử kế công khanh. Một người con kế nghiệp người cha, nối tiếp những cái sự nghiệp của người cha. Phụ tử kế công khanh. Tác phẩm này rất nhiều lần cũng Bonsai Đức Huy chia sẻ nhưng mà không được chi tiết. Bởi vì cái vườn cũ để mà đi vùng quanh chia sẻ là rất là khó. Nên là cây được chuyển sang vườn mới thì có không gian chia sẻ cho quý vị. Quý vị ngắm từng cái đường nét của cây. Hiện nay mới là phôi thôi. Quý vị cùng cảm nhận Bonsai Đức Huy. Và qua đây thì có những cái dữ liệu để sau này chúng ta nhìn lại những cái thuở sơ khai. Một cái cốt trực côn tít đây này thì cũng là một cây tương đối quý. Ngoài ra thì còn thân bệ lục lạc cái này lại càng quý hơn. Mà các bông thì được làm bố cục mảng miếng đâu ra đấy rõ ràng. Cây to thì phải làm rành mạch quý vị ạ.
cây to mà làm văn vụt như cây nhỏ thì rất dễ bị khi hoàn thiện xong xong xuôi là sẽ bị rối. Thì cái bố cục Masato Huy cũng tính toán và làm cảm thấy là tương đối ưng ý. Nên còn trong quá trình làm thì còn phải vừa làm và vừa chỉnh sửa tiếp. Thì quý vị tạo tác cây thì quý vị cũng đều hiểu có một chút thay đổi để hợp hơn. Còn là thời điểm này thì hợp, nhưng mà thời điểm sau thì lại chúng ta suy tư và nhìn ngắm thì lại cảm thấy chưa được mà mỹ mãn 100%. Chúng ta có thể điều chỉnh một chút. Thì cái bệ thì phải từ mặt nọ sang mặt kia phải 1 mét đấy quý vị nhé, to lắm quý vị. Rất là to. Thế còn vườn thì rất nhiều cây và phôi quý vị nhé. Đây cũng là cái phôi quý này, phôi già này. Đây cũng là cái phôi rất dài. Một cây sau xây dựng một cái cây nhiều thân, một thân chính và có rất nhiều tử xung quanh quý vị nhé. Quý vị cảm nhận được cái tử của cây, tử cũng đã nghệ thuật như này quý vị. Và xây dựng một cái cây dáng trực hoành quý vị ạ. Đây là ngày xưa là ở cái cây làm cây trực cổ, chủ nhân cũ đã cắt và lùn rụt lại, mà quý vị cảm nhận được cực kỳ dài. Thì một cái tác phẩm một cái phôi đang xây dựng, hứa hẹn là sau sẽ là một cái tác phẩm quý với một cái đường nét như này và cái độ tuổi như này. Thì có rất nhiều những cái tiềm năng để trở thành một cái cây quý trong một tương lai khoảng 3-4 năm sau. Nhân tiện là chia sẻ những cái cốt trực này thì Masato Huy quay cho quý vị luôn cái phôi ngay bên cạnh, có một cái phôi tầm trung, một cây phôi quý, phôi cực kỳ là nghệ thuật quý vị. Thì Masato Huy xây dựng một cái phôi này là phôi song tử phụng mẫu, thì có hai tử hai bên từ đây và từ đây, song tử phụng mẫu, và quý vị cảm nhận được cái thân dáng siêu. Nếu mà cái thân như này, cái tỷ lệ như này, cực kỳ nó chuẩn chỉ. Và có hết rồi nha quý vị nhé, các chốt có hết rồi. Giờ là hiện nay là đang nuôi và đi vào dăm chi. Thì cũng nhanh thôi, cái này cũng chỉ 2 năm sau thôi. Đây là cái phôi tầm trung, một cái phôi Masato Huy cũng rất là yêu thích. Đây còn rất nhiều quý vị nhé. Masato Huy chọn lựa cái video này để chia sẻ cho quý vị một số phôi như vậy. Thì còn phôi và tác phẩm rất nhiều. Thì Masato Huy sẽ ghi hình vào cái lúc dịp khác quý vị nhé. Kính thưa quý vị, Masato Huy xin được phép được dừng video ở đây. Thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo.
Cảm ơn quý vị rất nhiều.